Thằng cu em nó lại hỏi là anh có việc gì thì cho em theo với. Hẹn mọi người là mà lại 11:30 trưa mai. Ông Cõng ông mang hai chum quất to và hai chum quất nhỏ ra để live stream bán đây này, bán phụ ông ấy đây này. Đấy, định live stream cho mọi người nhưng mà thôi để sáng. Ông Cõng ông ấy sản xuất quất thì là có hai loại, hai cái cây kia là hai cây hai bình to này và một bình con này. Đây cho mọi người xem đây này. Thằng cu em nó ấy như thế cho nên là sáng ngày mai, xin lỗi là nhà nó hơi bừa bộn tại vì nó thật ra là vừa mới ăn con gà cái mẹ gì cơm còn chả ăn, ăn ít xôi. Mai livestream cho, tức là livestream cho mọi người, còn hầu như cái giai đoạn này là phải chỉ nó xong rồi nó tự nó quyết định. Chứ thường là nói thật ra là trong cuộc sống mình cứ đi làm mai làm mối là nhiều khi ví dụ như là thành công thì không sao, thất bại là lại chửi hoặc là lại mang tiếng, các ông hiểu chưa? Cái trò mà mình bảo người nọ người kia làm cái việc này theo mình là đúng, nhưng mà cái quyết tâm của người ta ra sao? Đây ông Cõng ông làm thế này, các ông có hình dung là rất nhiều người hỏi tôi là trồng cây gì nuôi con gì không, nhưng mà mình không dám giới thiệu, chỉ thân lắm thì mình bảo. Thì thấy cái đứa em này nói chung là nó cũng nghiêm túc và trước đây thì nó cũng chăm chỉ, mặc dù nó cũng ít tuổi. Nó mấy cái con thằng chố hai mấy anh em nhà nó cũng rất là chăm chỉ, cũng rất là chịu thương chịu khó. Đại ý là mình nhìn sơ qua như thế, chứ còn các ông nhõi nhõi mà ít tuổi mà chơi nô đề mấy bóng bánh mấy cả thế nọ thế kia thì tôi không biết đâu. Nhưng mà trong cái việc mình biết, mình gọi mình đi trước mình biết thì mình vẫn bảo đây là sản phẩm của ông Cõng này, định live stream nên thôi để ngày mai. Nhiều người hỏi lắm, nhiều người hỏi tôi là trồng cây gì nuôi con gì lắm, nhưng mà mình nói chung là nó không khác gì cái chuyện là giới thiệu bạn gái cho một ai đấy kiểu mai mối ấy. Mẹ chúng nó hạnh phúc thì không sao, chúng nó cãi nhau chửi nhau rồi cuối cùng chúng nó lôi mình vào thì lại không hay, ông hình dung chưa? Đó là cái việc ví dụ như trồng cây gì nuôi con gì thì tôi có thể hướng dẫn được dựa trên cái kinh nghiệm của mình mà nói, còn cu em nó ở gần ngay đây thì tôi có thể là bố mày bắt được con trực con bố mày. Cái việc mình tiêu thụ được nó lợi thế hơn mọi người là cái chính là nó ở gần tôi thì có gì thì nó lại gọi cho tôi thì mình lại bán được cho nó. Chứ còn nếu mà như mọi người thì nói chung là nó khó, nó còn thứ nhất là sản xuất ra là một chuyện, xong rồi ai bán cho ai nó lại là một bài toán nữa, tức là sản xuất lại là một chuyện, việc bán nữa cơ đấy. Nó nói chung là thằng quy em thì nó tiện hơn các ông, nó ở gần ngay đây thì có gì nó gọi tôi ra là tôi bán được đấy, còn có dám khuyên mọi người đâu, lớn rồi.